Xin chào mọi người, mình là Bùi Thúy Vi, mình là cựu học sinh của trường Trần Phú, Đà Lạt. Mình tên là Lê Nguyễn Hoàng Yến, mình là cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Mình là Nguyễn Huynh Phương, cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Hành trình của Vi tại RMIT có hai điều mà Vi tâm đắc nhất. Thứ nhất đó chính là về sự tự do và thứ hai đó là về sự chủ động. Sinh viên tụi mình được tự do và chủ động đề ra những cái ý kiến của tụi mình để xây dựng một lớp học mang tính cộng tác đối với lại giảng viên hơn. Vi chọn câu lạc bộ tài chính làm đích đến của mình. Vi đã được làm marketing manager của câu lạc bộ, làm MC của một vài sự kiện và thành lập được những cái đội nhóm mà chuyên đi tham gia các cuộc thi. Tụi mình đã trở thành quán quân của cuộc thi Hub Prize, một cuộc thi mang tính chất toàn cầu dành cho các nhà sáng lập trẻ. Từ đó, Vi dạn dĩ hơn, tự tin hơn và có thêm nhiều kỹ năng mới như là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, thuyết trình, khả năng thích ứng cao và cũng như là chủ động. Hiện tại, Vi đang làm tại Ogilvy Việt Nam, một công ty rất là có tiếng ở trong ngành quảng cáo nhờ phần lớn vào những kỹ năng mà Vi đã học được tại RMIT và cũng như là chương trình dạy rất là thực tiễn của ngành Digital Marketing. Yến nói chuyện với một số anh chị cùng quê đang theo học tại RMIT. Với những điều kiện và môi trường học tập tại đây thì Yến thấy nó phù hợp với ước mơ đi du học của mình. Và mẹ cũng cố gắng hết sức để giúp Yến thực hiện ước mơ này. Nhờ có GPA 3.9/4, Yến đã có 2 lần được nhận học bổng cho sinh viên xuất sắc tại RMIT. Trong năm cuối thì Yến có đi thực tập tại công ty Intel Việt Nam. Và học kỳ cuối cùng tại RMIT, Yến đã trở thành nhân viên chính thức tại công ty Procter & Gamble với vai trò là quản lý dự án. Sau đó Yến được đề bạt lên vị trí quản lý chuỗi cung ứng. Yến đã có một thời gian công tác tại Procter & Gamble Thái Lan trước khi trở về Việt Nam. Chặng đường mà Yến đã đi qua tại RMIT đã giúp cho bản thân mình trau dồi rất nhiều về mặt kiến thức, tư duy, kỹ năng và kỷ luật. Tấm bằng thủ khoa ngành đã giúp Yến mở ra nhiều chân trời mới, nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Sinh ra và lớn lên tại thành phố biển Đà Nẵng, mình rất tò mò về sự vận hành của các cảng biển và cảng hàng không. Đó là lý do mình chọn học ngành Logistics. Sau khi tìm hiểu, gia đình và mình đã quyết định chọn Đại học RMIT Việt Nam để mình có thể làm quen với môi trường giáo dục quốc tế và tập sống tự lập. Bên cạnh việc học, mình còn tham gia rất nhiều câu lạc bộ sinh viên trong trường và trải qua 6 tháng thực tập tại tập đoàn bán lẻ đa quốc gia Central Retail Việt Nam. Bước ngoặt lớn nhất của mình đó chính là việc đi du học trao đổi tại Đại học RMIT Melbourne, Úc. Vừa đi học, vừa đi làm, vừa tự quản lý thời gian, chi tiêu của bản thân và hơn hết có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Cũng nhờ những mối quan hệ quý giá này mà mình đã có cơ hội tìm được việc làm chính thức với ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại thành phố Brisbane, một thành phố khác của Úc. Từ Đà Nẵng đến Sài Gòn, từ Việt Nam sang Úc, trải qua khoảng thời gian học tập tại RMIT Việt Nam và 2 năm vừa học vừa làm tại Úc, mình đã trở thành một người tự tin và tự lập hơn rất là nhiều, sẵn sàng sinh sống và làm việc mọi nơi trên thế giới. Các bạn hãy cứng đầu lên, cứng đầu trước những khó khăn, hãy cứng đầu tiến lên, kiên trì và bền bỉ. 3 năm đại học trôi qua nhanh hơn mình tưởng, hãy xem thời gian như một vốn quý của bản thân và đầu tư nó một cách hợp lý để có thể đạt được những thành quả xứng đáng nhất. Hãy tự tin vào bản thân mình nhiều hơn, bước ra khỏi vùng an toàn, trải nghiệm và thử thách những điều mới mẻ mà bạn chưa hề nghĩ tới.